tất cả các bạn. Mình là săn bắt hái lượm đây. Hôm nay mình và các bạn sẽ cùng đi săn ma. Vừa nãy là mình chôn các bạn một tí thôi. Bây giờ chúng ta đi đi thăm lô vào buổi tối. Mình sẽ dẫn các bạn đi xem một số sinh vật khá là thú vị đấy. Rồi, sinh vật đầu tiên mà chúng ta gặp hôm nay đó là một con cuốn chiếu. Một con cuốn chiếu rất là to các bạn ạ. Các bạn nhìn này, nó cũng gần bằng cái ngón út của mình đấy. Này, các bạn thấy rằng là nó lăn lộn hay không? Thôi được rồi, giả vờ thế thôi, trở lại trạng thái bình thường đi ông ơi. Lăn với giả lộn. Cái này thì giống như trong cái clip mà cuốn chiếu ăn vạ mình đã làm rồi phải không nào? Đấy. Rồi, chúng ta đi tiếp nào. Các bạn có thấy những cái đốm sáng ở trên màn hình không? Đó là những cái con nhện. Những cái con nhện. Đây này, các bạn thấy con nhện không? Các bạn có nghe thấy rõ từng bước chân của mình không? Mình đang đi trong một cái màn đêm hoàn toàn u tối. Nếu chỉ cần một chiếc lá rơi xuống đất là mình cũng có thể cảm nhận được cái âm thanh của nó. Đi đêm như thế này cũng hơi rờn rợn thật. Không khéo hôm nay chúng ta lại được gặp ma đấy. Yên tâm, mình đã mang theo bình xịt. Bình xịt muỗi rồi. Gặp ma thì mình sẽ xịt. Đây các bạn nhìn là sau lưng mình đó chính là vườn cà phê đấy. Đấy các bạn thấy chỉ có ánh đèn le lói thôi. Rồi, sinh vật thứ hai mà chúng ta gặp ngày hôm nay đó là một con ốc sên. Các bạn thấy rằng là nó đang leo cây. Ok, đây là một cái cây người ta trồng để cho tiêu nó mọc. Cây này thì nó đang còn nhỏ thôi. Các bạn thấy vận động viên ốc sên của chúng ta cũng không phải dạng vừa đâu. Leo được lên đến trên này thì cũng gọi là khá giỏi đấy. Đây các bạn nhìn này, con này to lắm. Đây dưới bụng ốc sên này. Úi giời, đẹp trai thế nhỉ. Thôi được rồi, trả nó lại vị trí cũ nào. Hãy tiếp tục công việc của mình, đừng bao giờ dừng lại. Sinh vật tiếp theo mà chúng ta gặp ngày hôm nay vẫn là một con sên, nhưng mà với kích thước khiêm tốn hơn. Đây, trong tâm trí của mình thì một con ốc sên nó chỉ bé như thế này thôi, chứ không có to như con vừa nãy. Con vừa nãy là con gì? Không phải con sên. Chúng ta đi tiếp nào.